Sáng nay, ngày 11 tháng 12, Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022 chính thức khai mạc với sự tham dự của 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 24 triệu thanh niên cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Phiên khai mạc trọng thể còn có sự tham dự của 250 đại biểu khách mời là các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, các ban ngành đoàn thể từ trung ương đến địa phương, các nhân sĩ trí thức tiêu biểu trong các lĩnh vực. Tại đại hội, bên cạnh các phiên họp, diễn đàn, các đoàn còn mang đến gian hàng triển lãm công nghệ với nhiều sản phẩm độc đáo, không gian công nghệ 3D về các kỳ đại hội đoàn, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống nông nghiệp thông minh, tập đoàn Viettel với hệ thống cảnh báo cháy nhanh, mô hình giàn khoan của Vietso Petro. Ngoài ra, còn nhiều sản phẩm công nghệ của các trường đại học, trung học phổ thông từ khắp cả nước được trưng bày tại đại hội. Sau phiên khai mạc, 1.000 đại biểu phân chia thành 25 tổ, thảo luận về các nội dung của báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 10 và điều lệ đoàn sửa đổi bổ sung.